Sau hơn 40 năm ăn đậu ở nhờ di sản thế giới Quốc Tử Giám, Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được an cư tại vị trí mới, đồng thời trả lại không gian di sản để tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành trùng tu. Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế tọa lạc vị trí mới tại số 268 Điện Biên Phủ, thành phố Huế. Trước đó, các hiện vật hạng nặng ngoài trời như xe tăng, máy bay, pháo tự hành đã được di rời ra khỏi Quốc Tử Giám trong năm 2020. Tại vị trí mới này, bảo tàng sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày ngoài trời, trưng bày trực tuyến, cũng như đẩy mạnh giáo dục di sản. Truyền hình Quốc hội Việt Nam từng phản ánh thực trạng Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế phải sống nhờ tại di tích Quốc Tử Giám 40 năm trời trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng, không có nơi trưng bày xứng tầm. Nghiêm trọng hơn, vụ hỏa hoạn vào năm 2022 gây hư hại trong khu vực trưng bày thời kháng chiến chống Pháp đến nay vẫn chưa được tu bổ. Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ một tháng trước Tết Nguyên đán, giá vé máy bay cũng tăng cao so với ngày thường. Trong giai đoạn từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, chặng bay thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng có giá vé từ 6,8 đến 7 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh - Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8,5 đến 12 triệu đồng. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp âm lịch. Tỷ lệ đặt chỗ của các hãng máy bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Chặng bay Hà Nội Vinh 99%, thành phố Hồ Chí Minh Huế 92,44%, thành phố Hồ Chí Minh Pleiku 90,82%. Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão. Bộ Giao thông Vận tải lý giải giá vé máy bay hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt, tùy theo tình hình thị trường, cung cầu, điều kiện vé, thời điểm xuất vé và đảm bảo trong khung giá quy định. Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Trên các tuyến giao thông đường thủy, tập trung kiểm tra xử lý, chở hàng quá vạch dấu mớ nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản trên các tuyến giao thông đường sắt, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở, bảo đảm tốt trật tự, an toàn tàu ga và tính mạng tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, phải chịu cảnh đi lại trên đường tạm sinh lầy, nguy hiểm để chờ thông cầu 100 tỷ đang thi công dở dang. Đó là tình cảnh mà hàng trăm hộ dân ở các xã Sơn Linh, Sơn Cao, Sơn Giang thuộc huyện miền núi Sơn Hà của tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt. Đây là cảnh đi lại khổ sở và nguy hiểm của người và phương tiện ngay dưới chân công trình cầu Sơn Giang, Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Té ngã, phương tiện mắc kẹt vì bùn lầy gây ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Mỗi lần có mưa lớn là nỗi khổ lại nhân đôi. Người dân bức xúc vì cầu Sơn Giang, Sơn Linh thi công chậm hoàn thành đang gây khổ cho người dân. Khó lại đi từ xe máy đến xe chở hàng đi qua không được. Bên A là còn đỡ chứ mấy khi là lại đi không được luôn à. Ngõ té lên té xuống mà xe cũ hư hết. Cố gắng cho bà con lòm kịp Tết này đó đi. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà là chủ đầu tư dự án cầu Sơn Giang - Sơn Linh với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch thì cầu này phải thi công hoàn thành trong năm 2022, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, đặc biệt là điều kiện thi công khó khăn nên dự án phải gia hạn hoàn thành sang năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa thể thông xe. Chủ đầu tư cho rằng chỉ còn bước cuối cùng là thảm nhựa là có thể cho thông xe, nhưng thời tiết liên tục có mưa nên không thể thực hiện dẫn tới bức xúc trong dân. Chỉ đạo cho nhà thầu là tập trung cái thiết bị sẵn sàng có tại hiện trường để mà trời tiết nén lên và đảm bảo về mặt kỹ thuật là ban quản lý sẽ cho thẩm nhựa ngay để mà hoàn thành công trình để cho bà con đưa vào dụng. Sang bên cạnh đó thì ban quản lý sẽ chỉ đạo cho nhà thầu khắc phục cái đường tạm để đảm bảo lưu thông cho bà con. Hai bên đầu cầu Sơn Giang, Sơn Linh vẫn bịt kín. Chủ đầu tư cam kết bố trí phương tiện máy móc tại công trường để khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thảm nhựa để thông cầu cho nhân dân đi lại trong dịp Tết, chấm dứt cảnh khổ như hiện tại.
Hồ Thủy Điện Tuyên Quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2024. Theo đó, thực hiện xả 2 đợt tổng cộng 12 ngày. Đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 23 đến hết ngày 30 tháng 1. Đợt 2 bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2024. Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi, các địa phương khẩn trương duy tu, bảo dưỡng các công trình, trạm bơm, nạo vét hệ thống mương máng, bám sát lịch xả nước, sẵn sàng các điều kiện dẫn nước, tích trữ vào các ao, đầm và các vùng trũng thấp. Đồng thời, hướng dẫn nông dân chủ động lấy nước, đổ ải, trữ nước vào ruộng, đảm bảo có đủ lượng nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đối với các trạm bơm ven sông Lô, sông Gâm, các ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở theo dõi và bám sát lịch xả nước theo thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tập trung lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với những diện tích khả năng nguồn nước không đảm bảo tưới suốt vụ, cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang loại cây trồng khác sử dụng ít nước hơn để đảm bảo hiệu quả sản xuất.